Tiên cho phép Tiểu Vi thay mặt cho âm thanh Quốc Minh cũng như thay mặt cho toàn thể gia đình xin được gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Tình yêu là một món quà diệu kỳ mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Ai có được tình yêu là người may mắn nhận được món quà thiêng liêng từ thượng đế. Bởi tạo hóa ban cho chúng ta, mỗi người đều chỉ có một trái tim và một nửa yêu thương. Vì vậy chúng ta phải đi tìm một nửa tình yêu còn lại. Và trên con đường đi tìm tình yêu của mình thì chàng trai Đông Phương đã tìm và gặp được cô gái Nguyễn Trang, cũng chính là một nửa của cuộc đời mình. Để từ đó hai người đã quyết định đi đến hôn nhân, đi chung với nhau trên con đường hạnh phúc. Và giờ đây xin được mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về sân khấu và cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn cho hai anh chị đẹp đôi nhất ngày hôm nay sẽ cùng nắm tay nhau bước lên sân khấu ra mắt toàn thể quý vị trong ngày trọng đại hôm nay. Xin được mời chú rể Đông Phương sẽ nắm chặt tay cô dâu Nguyễn Trang cùng bước lên sân khấu ra mắt toàn thể quý vị trong ngày trọng đại hôm nay. Kính thưa quý vị, tay trong tay hai anh chị đang bước về phía trước trong niềm hân hoan và hạnh phúc. Đoạn đường này ngày hôm nay sẽ ghi đậm một quãng đường dài trong cuộc đời của hai anh chị, hứa hẹn với nhiều cảm thông và sẻ chia, đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn. Kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay cũng chính là ngày để chúng tôi vinh danh những bậc làm cha làm mẹ với công trình nuôi dạy con cái vĩ đại của họ. Về phía họ nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bước lên sân khấu ông Trần Văn Lam và bà Nguyễn Thị Rớt, ngụ ở xóm Khách, Long Giang, Bến Cầu, Tây Ninh sẽ bước lên sân khấu ra mắt toàn thể quý vị trong ngày trọng đại hôm nay. Và một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bước lên sân khấu ông Trần Văn Lam và bà Nguyễn Thị Rớt là người cha và người mẹ đáng kính của chú rể Trần Đông Phương sẽ cùng bước lên sân khấu ra mắt toàn thể quý vị trong ngày trọng đại hôm nay. Kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì ngoài cô dâu và chú rể là những người rất hạnh phúc thì cả gia đình mình cũng rất là vui mừng bởi vì cả gia đình đã trông đợi ngày vui này trong suốt mấy mươi năm qua. Kính thưa quý vị, đang bước về sân khấu là đại diện họ nhà trai, ông Trần Văn Lam và bà Nguyễn Thị Rớt là người cha và người mẹ đáng kính của chú rể Trần Đông Phương. Và trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất vinh dự được đón tiếp và xin được trân trọng giới thiệu cùng bước lên sân khấu là bà Huỳnh Thị Kim Loan và cậu hai của cô dâu Nguyễn Thị Trang cũng sẽ bước lên sân khấu ra mắt toàn thể quý vị trong ngày trọng đại hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Giờ đây thì đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi đã có mặt đầy đủ trên sân khấu. Xin được gửi đến toàn thể quý vị lời chào trân trọng nhất. Cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến đến chiếc tháp ly và cùng chúng tôi thực hiện nghi thức đầu tiên, đó là nghi thức khui rượu champagne. Và xin được mời hai anh chị sẽ cùng tròn tay nhau và rót chai rượu champagne đầu tiên. Chung tay rót rượu, hương men tình nồng, màu rượu tươi thắm như màu tình yêu của Đông Phương và Nguyễn Trang. Chúc cho hai anh chị sẽ vượt qua mọi thác ghềnh trong cuộc sống để đến với suối mơ hạnh phúc. Dòng chảy của cuộc sống, dòng chảy của tình yêu luôn bất tận và hai anh chị đang hòa mình vào dòng chảy ngọt ngào ấy.
Và xin được mời hai anh chị sẽ cùng tiếp tục với chai sâm banh thứ hai. Hết cười gọi ngày vui tới, cũng là ngày cưới của đôi ta. Cho những cánh chim bay khắp dải ngân hà, cho đôi bạn trẻ tìm về nơi tổ ấm. Và bản tình ca đang phát cũng thay mặt cho chúng tôi, những người thực hiện chương trình, xin được gửi đến hai anh chị lời chúc trăm năm hạnh phúc. Và xin được mời anh chị sẽ cùng giữ chọn cảm xúc ngọt ngào đó cùng chúng tôi quay trở lại trung tâm sân khấu để chúng ta sẽ cùng thực hiện một nghi thức tiếp theo. Kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay cũng là ngày để hai anh chị thể hiện lòng biết ơn của mình đối với những bậc sinh thành. Và giờ đây thì xin được mời anh chị sẽ trao cho những người cha người mẹ của mình những ly rượu để thể hiện lòng biết ơn trong ngày hôm nay. Và con xin phép được mời hai bên gia đình sẽ cùng bước lên phía trước, cùng đứng đối diện nhau, cùng cụng ly và uống ly rượu mừng này. Bởi vì sau ly rượu mừng này thì hai gia đình của chúng ta đã chính thức trở thành người một nhà. Và xin được mời hai bên gia đình sẽ cùng cụng ly ạ. Và xin được mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đông lầy đi bia cũng như là đi nước ngọt của mình được không ạ? Và chúng ta hãy cùng đếm và cùng nâng ly cùng gia đình ạ. 1, 2 và 3. Xin được mời hai bên gia đình sẽ cùng uống ly rượu mừng này. Bởi vì sau ly rượu mừng này thì hai gia đình của chúng ta đã chính thức trở thành người một nhà. Kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì đại diện hai bên gia đình cũng có nhờ người dẫn chương trình, xin được gửi đến toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành nhất vì quý vị đã không ngại đường xá xa xôi đến chung vui với gia đình trong ngày hôm nay. Và trong buổi tiệc đôi lúc không tránh được những điều sai sót, mong quý vị lượng thứ và bỏ qua cho gia đình. Chúng ta hãy cùng ghi nhận tình cảm của gia đình bằng một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Và trên đây thì xin được mời đại diện hai bên gia đình sẽ cùng quay trở lại các bàn tiệc để nhận những lời chúc mừng trong ngày vui hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời. Riêng hai anh chị thì sẽ cùng ở lại sân khấu để cùng chúng tôi thực hiện nghi thức tiếp theo. Đứng xin lên trên một chút xíu. Và xin được mời anh chị sẽ cùng đứng đối diện nhau, chúng ta sẽ cùng choàng tay nhau và uống ly rượu cho vui trong ngày hôm nay. Mời hai anh chị sẽ cùng đứng đối diện nhau ạ. Một lần nữa thì xin được mời toàn thể quý vị cùng nâng ly được không ạ? Quý vị ơi, chúng ta hãy cùng đông đầy ly bia cũng như là ly nước ngọt của mình và chúng ta cùng nâng ly cùng cô dâu và chú rể được không ạ? 1, 2 và 3. Xin được mời hai anh chị sẽ cùng nâng ly rượu giao bôi và cùng thề nguyện sẽ đi với nhau đến cuối cuộc đời. Xin được chúc mừng hai anh chị. Và giờ đây thì xin được mời anh chị sẽ giữ trọn cảm xúc đó và cùng chúng tôi tiến đến chiếc bánh tình yêu để thực hiện nghi thức cắt bánh tình yêu. Chung tay cắt chiếc bánh tình yêu như lời thề nguyện, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, cùng nhau nuôi dạy con cái nên người. Và chúc cho hai anh chị sẽ đạt đến đỉnh cao của công danh và sự nghiệp như những tầng cao nhất của chiếc bánh cưới ngày hôm nay. Xin được cảm ơn hai anh chị và mời hai anh chị sẽ quay trở lại trung tâm sân khấu. Kính thưa quý vị, giờ đây thì xin mọi người hãy giúp Tiểu Vi có được một bức ảnh vô cùng ngọt ngào trong ngày hôm nay được không ạ? Xin được mời hai anh chị đứng xích lên đây một chút xíu ạ.
Vâng, đứng xích lên đây một chút xíu để anh chụp hình có thể ghi lại cái khoảnh khắc này thật là đẹp ạ. Xin được mời anh chị sẽ cùng đứng đối diện nhau. À, chú rể ơi, chú rể để tay lên cái nơi nào mà mềm mại nhất của cô dâu đi ạ. À, vâng ạ, đúng rồi ạ. Và cô dâu, xin được mời cô dâu sẽ để tay lên bờ vai vững chắc của chú rể. Mọi người ơi, mọi người giúp Tiểu Vy chút xíu. Mọi người hãy vỗ tay thật to, dài được không ạ? Và nụ hôn sẽ kết thúc khi nào mà quý vị hết vỗ tay. Cho nên là mình vỗ tay càng dài thì nụ hôn càng lâu được không ạ? Được không ạ? Vỗ tay thật lâu và thật dài nha. Sao tiếng đếm của Tiểu Vy ạ? Chúng ta hãy cùng đếm ạ. 1, 2 và 3. Xin được mời chú rể Đông Phương sẽ trao cho cô dâu Nguyễn Trang một nụ hôn ngọt ngào trong ngày hôm nay. Và đây sẽ là một khoảnh khắc vô cùng đáng ngỡ mà chúng tôi ghi lại trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Mọi người vẫn còn vỗ tay ạ. Mọi người vẫn còn vỗ tay, hôm nay mình phụ lòng mọi người đúng không anh? Mà bây giờ cái bàn đó ngồi ngay đó mình đi xuống cũng không có được luôn. Cho nên là mọi người còn vỗ tay thì mình đừng có phụ lòng mọi người, vỗ tay lại lần nữa được không ạ? Đứng lên ạ. Xin được mời anh chị ạ. Anh chụp hình cũng chưa có hình đẹp luôn. Nên một lần nữa đi ạ. Anh chụp hình ơi. Chụp lại lần nữa nha. Mọi người ơi, một tràng vỗ tay thật lớn nữa ạ. 1, 2 và 3. Lớn lên ạ, và lâu lên và dài lên để nụ hôn của chúng ta càng ngọt ngào hơn nữa. Được chưa ạ? Chưa ạ? Chưa ạ? Chưa có chịu. Bữa nay mình chịu lòng mọi người đi. Bây giờ mọi người chưa có chịu thì mình đi xuống cũng được luôn. Cái bàn này nó nằm ngay này sao đi xuống được. Được chưa ạ? Chưa. Thôi giờ chiều lòng mọi người chút xíu đi ha. Cả đời mình hành được có một lần thôi à. Vậy thì mình vỗ tay thêm một lần nữa. Một lần nữa thôi nha. Cho nên là lần cuối cùng làm cho đạt để được đi xuống nha mọi người. 1, 2 và 3. Lớn lên ạ. Được chưa ạ? Được chưa chứ, hai người mắc cỡ dữ lắm rồi. Được chưa ạ? Được rồi, duyệt rồi. Xin được cảm ơn hai anh chị và mời hai anh chị sẽ cùng quay trở lại các bàn tiệc để nhận những lời chúc mừng trong ngày vui hôm nay.